Kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Các định chế tài chính lớn đang hoạt động tại Việt Nam đồng loạt điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam theo chiều hướng tăng, đặc biệt là sau khi số liệu về kinh tế quý 2 được công bố. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang EU tăng cả về số lượng lẫn giá trị xuất khẩu nhờ phát triển theo hướng xanh, sạch để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường này. Mức sử dụng điện tăng cao trong mùa hè, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất, do đó đảm bảo cung ứng điện cho phục hồi kinh tế là rất quan trọng. Thưa quý vị, sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, 6,7%, 6,9% và thậm chí là tới 8,3%. Đây là những dự báo đầy lạc quan về triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay bởi các định chế tài chính lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt là sau khi số liệu về kinh tế quý 2 được công bố, con số tăng trưởng GDP thậm chí còn được điều chỉnh theo chiều hướng tăng. Sự phục hồi mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực dẫn tới tăng trưởng GDP trong quý 2 lên tới 7,7%. Đây là con số cao nhất trong vòng 11 năm qua, vượt xa kỳ vọng của thị trường và là cơ sở để đưa ra những nhận định lạc quan hơn. Trong bản cập nhật các dự báo về kinh tế Việt Nam, HSBC vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay lên mức 6,9% từ dự báo 6,6% trước đó. Chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi vô cùng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam hậu Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực. Du lịch đã mở cửa trở lại từ giữa tháng 3, tiêu dùng của người dân tăng trưởng, các lĩnh vực dịch vụ cũng tăng rất tốt. Xuất khẩu tăng trưởng đến 20% so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tăng. Đó là những yếu tố khiến chúng tôi tự tin nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,9%. Nếu nhìn lại thời điểm này năm ngoái, thật khó để hình dung kinh tế Việt Nam có thể phục hồi mạnh mẽ như hiện nay. Đáng chú ý, tăng trưởng GDP trong quý 3 sắp tới, mới đây được ngân hàng Standard Chartered thậm chí dự báo ở mức hai con số, lên tới 10,8%. Mức tăng này có sự đóng góp rất lớn nhờ tăng trưởng doanh thu bán lẻ trên 30%, xuất khẩu trên 22%, sản xuất công nghiệp 15%. Trong nửa năm sau của năm 2022, tôi cho rằng quý 3 sẽ là quý tăng trưởng còn mạnh mẽ hơn nữa, mức tăng gần 11%. Con số này rất tích cực nếu nhìn từ mức tăng trưởng âm cùng kỳ năm ngoái, và đâu đó mức tăng GDP quý 4 khoảng 4%. Tất cả các chỉ báo đều cho thấy sự phục hồi tích cực của nền kinh tế Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Các quỹ đầu tư còn đưa ra dự báo lạc quan hơn nữa. VinaCapital đưa ra con số tăng trưởng GDP năm nay khoảng 7,5%, trong khi kịch bản lạc quan nhất theo Dragon Capital có thể lên tới 8,3%. Tuy nhiên, những biến động của giá nhiên liệu, lạm phát tăng cao tại các nền kinh tế lớn được cho là những thách thức lớn nhất trong nửa cuối năm. Mặc dù vậy, các định chế tài chính đều cho rằng Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát ở mức 4%. Có hai cái động lực lớn mà thúc đẩy lạm phát tăng cao, thứ nhất là giá lương thực và thứ hai là giá dầu mỏ. Thì với giá lương thực thì chúng ta đã có khá là nhiều kinh nghiệm để đối phó với lạm phát đến từ giá lương thực. Ví dụ như chúng ta có thể có những cái chính sách về bình ổn giá. Còn về giá dầu mỏ thì chúng ta có một cái mức nhập siêu không có cao lắm so với cả các nước châu Á khác. Ngoài ra thì chính phủ cũng có rất là nhiều công cụ tài khoá có thể sử dụng được, ví dụ như là việc giảm thuế và phí. Sự phục hồi mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế cùng khả năng ứng phó với các biến động từ bên ngoài. Việt Nam được các tổ chức tài chính dự báo sẽ là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng GDP cao nhất thế giới trong năm nay. Chính phủ vừa ban hành nghị định có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay về sửa đổi mức thuế suất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng. Cụ thể thì mức thuế suất, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha trì được giảm từ 20% xuống còn 10%. Nghị định này có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay. Và theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm mức thuế suất, thuế nhập khẩu theo nguyên tắc đối huệ quốc đối xăng cơ bản sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước. Tình hình xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc hiện khá thông thoáng. Bình quân mỗi ngày có trên 150 xe hoa quả xuất khẩu được thông quan, qua đó giúp giảm mạnh số xe tồn đọng. Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc tăng lên, giúp nhiều loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam đang được các thương lái thu mua với giá cao hơn trước và việc thông thương cửa khẩu phía Bắc thuận lợi. Ngoài ra, nhu cầu thu mua của thương lái trong nước cũng tăng cao để đáp ứng tiêu thụ nội địa vào dịp rằm tháng 7 âm lịch.
Thưa quý vị, sau 2 năm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EVFTA đã mở ra nhiều cơ hội cho nông sản của Việt Nam tới thị trường châu Âu. Và theo đánh giá, nông lâm thủy sản là các mặt hàng được hưởng ưu đãi lớn từ Hiệp định EVFTA. Và do đó, các mặt hàng như cà phê, thủy sản, tiêu, điều, rau quả, gỗ và các sản phẩm gỗ đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Hai mặt hàng đã có bước tăng trưởng vượt bậc ngay trong năm đầu tiên, thực thi là cà phê tăng 62%, hạt tiêu tăng 81%. Sang năm thứ hai, ghi nhận mức tăng trưởng thêm nhiều nhóm hàng như gạo tăng gần 43%, hạt tiêu tăng hơn 81% và thủy sản tăng gần 23%. 7 tháng đầu năm nay, ước tính giá trị xuất khẩu nông sản Việt Nam sang EU đạt gần 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, gia tăng xuất khẩu sang EU không phải đơn thuần tăng về số lượng mà đã có dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu sang một số nhóm hàng có giá trị gia tăng cao hơn so với trước đây. Mặt hàng gạo chẳng hạn, EU yêu cầu chất lượng gạo rất cao và đến nay giá trị xuất khẩu gạo của chúng ta sang EU tăng gần 43%. Giá trung bình thì cao khoảng gấp đôi so với giá xuất khẩu sang các thị trường khác và thủy sản thì cũng tương tự như vậy. Giá trị gia tăng nhờ đẩy mạnh sản xuất theo hướng sạch và chế biến sâu. Đây là ao tôm đạt ASC, chứng nhận quan trọng để xuất khẩu vào EU. Hơn 2 năm kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được thực thi, thị trường được mở rộng, những con tôm sạch tại đây không đủ để bán. Châu Âu là một lục địa già, một thị trường rất khó tính. Tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là tự tin khi có những cái hiệp định này. Chúng tôi có những sản phẩm mà xứng tầm, thì cái khả năng khi chúng tôi vào châu Âu thì cái giá trị của chúng tôi sẽ được tăng lên đáng kể. Câu chuyện con tôm đã cho thấy thị trường EU đang có xu hướng dịch chuyển rất mạnh sang tiêu dùng hàng hóa xanh, sạch. Nghĩa là người tiêu dùng không chỉ yêu cầu về giá cả, chất lượng, mà còn quan tâm đến cả quy trình sản xuất hàng hóa đó như thế nào. Cần ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, rồi thu hút các tập đoàn có sẵn mạng lưới phân phối toàn cầu của các nước này về Việt Nam, đầu tư sản xuất. Rồi sau đó là xuất khẩu ngược lại vào hệ thống phân phối của họ. Khi đó thì chúng ta không chỉ tăng đầu tư mà chúng ta còn tăng thu mua nguyên liệu trong nước, rồi là tăng kim ngạch xuất khẩu. Rõ ràng với doanh nghiệp, tận dụng các ưu đãi thuế quan của Hiệp định EVFTA chỉ là một phần. Quan trọng hơn đó là tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối của các hệ thống siêu thị ở châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Cái mà doanh nghiệp Việt Nam cần hiện nay đấy là công nghệ và cách tiếp cận chính xác với nhu cầu thị trường. Chúng tôi cũng thúc đẩy tập huấn chuyên sâu cho doanh nghiệp đi sâu vào từng địa phương và từng ngành hàng đối với từng thị trường, và chúng tôi có một hệ thống các thương vụ có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn tại địa bàn hay là định hướng tiêu dùng hay là cung cấp những cái thông tin cập nhật mới nhất. Theo Bộ Công Thương, phải sau 3 năm thực thi thì biên độ ưu đãi, mức ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng mới đủ lớn để tạo động lực xuất khẩu mạnh hơn. Do vậy, đây là thời điểm ưu tiên đẩy mạnh công tác thực thi tốt hơn, khẳng định giá trị thương hiệu của nông sản Việt Nam trong bối cảnh biến động giá cả trên thế giới đang làm giảm tổng cầu của thị trường EU. Vâng, có thể thấy khi rào cản thuế quan được gỡ xuống thì rào cản về tiêu chuẩn, kỹ thuật sẽ được dựng lên. Và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cần phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Và để nắm rõ hơn về những yêu cầu cũng như thị hiếu của người tiêu dùng châu Âu, chúng tôi đã có phỏng vấn nhanh với Cao ủy Nông nghiệp của Liên minh châu Âu về vấn đề này. Luôn có nhiều cơ hội và dư địa cho nông sản Việt Nam sang châu Âu. Thứ nhất là về thị hiếu. Khi người tiêu dùng châu Âu sau 2 năm qua ngày càng quen với sản phẩm nông sản của Việt Nam, và đặc biệt là các mặt hàng mới và đa dạng như là hạt, gia vị và hoa quả nhiệt đới được chế biến sâu. Trong số đó là những sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của EVFTA. Đặc biệt là các sản phẩm được áp dụng các quy trình sản xuất sinh thái, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới và công nghệ, đang dần tạo ra những hệ thống nông trang bền vững. Tuy nhiên thì rau quả Việt Nam vẫn chiếm thị phần khá khiêm tốn ở EU, dù thị trường này có nhu cầu nhập khẩu hàng năm rất cao. Những yêu cầu khắt khe của EU cũng sẽ phần nào đó ảnh hưởng tới điều này, như là tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thủy sản, rau củ quả, kể cả hàng chế biến. Hàng hóa xuất khẩu sang cũng cần được có tính đồng bộ, liên kết trong sản xuất và vùng trồng quy mô lớn đạt tiêu chuẩn. Và nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và nhất là trong mùa hè nên nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Và để giữ vững đà phát triển của nền kinh tế thì việc đảm bảo cung cấp đủ điện là yêu cầu vô cùng quan trọng.
Tháng 6 vừa qua, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 đã chính thức được khánh thành và phát điện thương mại. Theo thiết kế, mỗi năm sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,2 tỷ kWh, góp phần vào đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo một trong năm cân đối lớn của nền kinh tế, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu ASEAN trong cung cấp nguồn điện. Khi đưa thêm 1.200 MW giờ điện của sông Hậu 1 vào khai thác, thì hiện nay Tập đoàn Dầu khí chúng tôi đã có công suất đạt là khoảng 5.405 MW. Như thế chúng tôi sẽ đóng góp khoảng 10% sản lượng điện cung cấp lên lưới điện quốc gia và duy trì cái vị thế là một nhà sản xuất điện thứ hai tại Việt Nam. 7 tháng đầu năm, báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết tổng sản lượng điện sản xuất và mua toàn hệ thống đã đạt trên 157 tỷ kWh, tăng trên 3,8% so với năm ngoái. Năm nay, EVN cũng đặt ra chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng khoảng 8%, sẵn sàng cho các kịch bản cung ứng đủ điện cho phát triển. Năm tháng cuối năm thì chúng tôi dự kiến là sẽ tăng trưởng cỡ khoảng 7% so với năm 2021 và đạt cả năm 2022 là cỡ khoảng 274 tỷ số điện. Thì đây là một con số cũng thể hiện cái sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch Covid và sẽ nỗ lực đảm bảo đủ điện cho phát triển của nền kinh tế xã hội của toàn Việt Nam trong nửa cuối năm 2022 cũng như là đầu năm 2023. Theo báo cáo cân đối cung cầu thì đến năm 2025, lượng điện thương phẩm sẽ cần là trên 337 tỷ kWh. Với kịch bản tăng trưởng GDP của Việt Nam bình quân 6,6% một năm thì dự báo mức tăng trưởng nhu cầu điện thương phẩm giai đoạn này trung bình trên 8% mỗi năm. Để đáp ứng đủ điện thì việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia là hai trong 10 giải pháp cụ thể mà ngành điện đề ra cho phát triển. Thưa quý vị, sau đây là những thông tin nổi bật về Việt Nam trên các báo. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu EU về EVFTA đã đạt được những kết quả bước đầu sau 2 năm thực thi. Và theo trang thông tin của Ủy ban xúc tiến thương mại Trung Quốc tại Chiết Giang, hiệp định đã giúp nâng cao chất lượng hàng hóa, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy cải cách hệ thống, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Nhiều ngành đã tận dụng tối đa các cơ hội mà hiệp định mang lại. Ngoài ra, thì các quỹ đầu tư của EU cũng là động lực thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Áp lực do hiệp định mang lại cũng tạo động lực cho Việt Nam cải cách hệ thống, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi từ nước có trình độ thấp sang nước có kỹ năng cao. Trong khi đó, thì tỷ lệ lạm phát gia tăng ở EU đã dẫn đến dấu hiệu giảm tổng cầu hàng hóa và xu hướng giảm giá của đồng euro cũng tác động lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa ra các biện pháp để vượt qua những khó khăn trước mắt. Trang Retail Banker International đưa tin ngân hàng Kazikorbank hoặc là KB Bank của Thái Lan đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 2,7 tỷ THB, tức là khoảng 75 triệu đô la Mỹ để trở thành ngân hàng kỹ thuật số khu vực. KB Bank đang củng cố mạng lưới dịch vụ trong AEC+3 là ASEAN cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Do đó, ngân hàng đang mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam nhằm tạo dựng cho thị phần cho vay trị giá 20 tỷ THB cho 1,2 triệu khách hàng cá nhân vào năm 2023, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ của mình. Chủ tịch KB Bank Pipit Anetkhiti tuyên bố ngân hàng này đặt mục tiêu trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp sản phẩm kỹ thuật số đầy đủ cho khách hàng thuộc các phân khúc. Các dịch vụ sẽ được cung cấp thông qua các kênh ngân hàng và nền tảng đối tác. Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong số 800 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng Webcomometrics mới nhất do Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học cấp cao của Tây Ban Nha công bố. Thông tin trên trang Le Courrier de Việt Nam, cụ thể cơ sở giáo dục Việt Nam đã tăng 186 bậc so với bảng xếp hạng được công bố vào tháng 1 năm 2022 để xếp thứ 758. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là trường đại học tốt thứ 183 ở châu Á và thứ 14 của khu vực Đông Nam Á. Cybermetrics lần đầu công bố bảng xếp hạng của mình vào năm 2004 dựa trên các tiêu chí như số lượng liên kết trỏ đến trang web của các tổ chức, mức độ hiện diện trên web, mức độ ảnh hưởng, độ mở với các ấn phẩm khoa học và tài liệu học thuật khác. Thưa quý vị, dựa trên các tiêu chí chất lượng cuộc sống, khả năng định cư dễ dàng, cơ hội nghề nghiệp hay chi phí sinh hoạt, Internations, một cộng đồng trực tuyến của người nước ngoài trên khắp thế giới, đã khảo sát gần 12.000 người nước ngoài có 177 quốc tịch khác nhau để xác định đâu là quốc gia tốt nhất và tệ nhất cho người nước ngoài năm 2022.
Thông tin được trang đăng tải trên trang Vogue Martin với tiêu đề những quốc gia tốt nhất và tệ nhất để chuyển đến. Và theo bảng xếp hạng này thì Việt Nam đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia khiến người nước ngoài hài lòng nhất. Đứng đầu danh sách này là Mexico. Ngoài Việt Nam thì khu vực Đông Nam Á cũng có nhiều đại diện khác lọt top như Indonesia vị trí thứ 2, Thái Lan vị trí thứ 8 và Singapore vị trí thứ 10. Trong phần tiếp theo của bản tin, để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2035, Việt Nam cần có lực lượng lao động có kỹ năng cao, đặt ra yêu cầu đầu tư đổi mới hệ thống giáo dục đại học. Du lịch đang dần phục hồi nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa đạt kỳ vọng. Diễn đàn liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết để cùng phát triển. Xin được chuyển sang những nội dung khác. Việt Nam cần lực lượng lao động có kỹ năng để chuyển mình thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Và muốn như vậy thì cần đầu tư đổi mới hệ thống giáo dục đại học. Nhận định này của Ngân hàng Thế giới World Bank trong báo cáo Giáo dục để tăng trưởng công bố chiều qua ngày 8 tháng 8. Ngân hàng Thế giới dự báo là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ là 7,5%. Và có thể duy trì được cái tốc độ tăng trưởng này thì chìa khóa chính là phải đổi mới hệ thống giáo dục đại học để tạo ra một lực lượng lao động có đủ kỹ năng và trình độ để đáp ứng những yêu cầu mà một nền kinh tế số, nền kinh tế tri thức yêu cầu. Trong đó, cần nhất là các kỹ năng, lãnh đạo, quản lý và chuyên môn kỹ thuật. Bởi theo khảo sát về doanh nghiệp và các kỹ năng của Ngân hàng Thế giới thực hiện vào năm 2019, cho thấy 73% doanh nghiệp của Việt Nam cho biết là khó tuyển được những lao động có kỹ năng lãnh đạo và quản lý. 54% gặp khó khăn trong tuyển dụng những lao động có kỹ năng cảm xúc, xã hội. Còn 68% thì cho biết là khó tuyển dụng được nhân lực có kỹ năng chuyên môn kỹ thuật. Hiện Việt Nam có khoảng 2 triệu sinh viên được tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục sau phổ thông, nhưng con số này sẽ cần tăng lên gần gấp đôi là vào khoảng 3,8 triệu sinh viên thì mới đạt được tỷ lệ tuyển sinh của các nước có thu nhập trung bình cao. Việt Nam rõ ràng sẽ được hưởng lợi một cách bền vững từ đổi mới giáo dục sau phổ thông cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng nghĩa là khi các doanh nghiệp tư nhân có thể tuyển dụng được lao động trình độ cao, nâng cao kỹ năng cho nhân sự của họ, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Còn về số lượng thì hiện số lượng sinh viên của Việt Nam vẫn đang thấp hơn so với nhiều quốc gia láng giềng và các nền kinh tế thu nhập cao. Đây là điều mà chính phủ cần lưu ý và đầu tư cho thay đổi, vì rõ ràng một đất nước muốn có thu nhập trung bình cao thì cần phải có những lao động được đào tạo trình độ cao. Theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ cần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho những thanh niên dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng giảng dạy đại học và tăng cường ngân sách nhà nước cho nghiên cứu và phát triển đại học. Giáo dục để tăng trưởng, tiêu đề của báo cáo thì cũng chính là thông điệp quan trọng nhất, đó là chỉ có đổi mới và đầu tư cho giáo dục thì mới giúp Việt Nam có thể duy trì được tăng năng suất lao động từ 2 đến 3% một năm, từ đó giúp duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế mà mình mong muốn. Bộ Công an vừa cấp tài khoản định danh điện tử cho 10 công dân đầu tiên. Và muốn trải nghiệm các tiện ích mà tài khoản này mang lại thì người dân cần tải ứng dụng định danh điện tử VNEID trên App Store hoặc Google Play để về điện thoại của mình. Và theo Bộ Công an thì những hồ sơ đăng ký xin cấp tài khoản định danh điện tử sẽ được xử lý và kích hoạt trong thời gian sớm nhất để thêm nhiều người dân được hưởng những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử đem lại. Trên ứng dụng này có các thông tin cá nhân của người dân như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Người dân khi lưu trú hay tố giác tội phạm cũng có thể khai báo ngay trên ứng dụng. Mấy ngày gần đây, thấy có các đối tượng khả nghi hay xuất hiện ở khu vực gần nhà, ông Quang ở Hà Nội đã trải nghiệm mở ứng dụng VNEID vào phần thông tin tố giác tội phạm, soạn tin báo gửi cho công an phường. Trước kia này mà nếu mà muốn tố giác tội phạm thì phải đi xe xuống báo công an phường, mà gặp được đồng chí trực ban thì không gặp cơ. Đấy, như thế để báo cáo, để nội dung còn phải viết biên bản, trình bày rất là phức tạp và rất là gây khó khăn cho người dân. Hiện tại ở nhà thì đã làm được cái chương trình này, rất là tiện lợi cho người dân. Hiện đã có hơn 7 triệu hồ sơ đăng ký xin cấp tài khoản định danh điện tử. Anh Kiệt khi đi mua hàng trả góp hay thực hiện các giao dịch có liên quan đến căn cước công dân đã trải nghiệm tiện ích mới bằng việc mở ứng dụng VNEID và trình căn cước công dân điện tử có trên ứng dụng này, chứ không đưa căn cước công dân gắn chip vật lý. Trước đây thì khi em đi mua đồ, mua sắm các thứ em phải mang rất nhiều chứng thư căn cước công dân hay thẻ ngân hàng các thứ. Nhưng sau khi được cấp mã định danh này xong em cảm thấy rất tiện lợi.
Trên môi trường mạng Internet hiện nay, người dân thực hiện các cái giao dịch mua bán rồi trao đổi thì cũng cần phải có một cái gọi là giấy tờ. Thì trên môi trường điện tử thì chúng ta cần phải có cái định danh điện tử để nó tương tự có tính năng của các giấy tờ đấy. Theo Bộ Công an, tới đây người dân có thể chủ động tự khai dữ liệu thông tin cá nhân và ứng dụng VNEID mà không phải mang các giấy tờ ra công an phường để tích hợp như hiện nay. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI mới đây đã trao trả một số hiện vật, cổ vật văn hóa cho Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Số hiện vật, cổ vật này FBI thu giữ trong quá trình điều tra phòng chống tội phạm văn hóa nghệ thuật. Và số hiện vật, cổ vật hóa gồm có một chiếc bình, một bộ dụng cụ gồm 8 mảnh đồng và một rìu đá. Toàn bộ hiện chưa xác định rõ niên đại. Năm 2013, thì FBI đã tiến hành một vụ thu giữ tài sản văn hóa lớn nhất trong lịch sử với hơn 7.000 hiện vật, cổ vật văn hóa bị lưu giữ trái phép. Và sau khi phân loại, lưu giữ và phối hợp thẩm định để xác định nguồn gốc số hiện vật trên, FBI đã xác định được một số hiện vật có nguồn gốc từ Việt Nam. Đại sứ quán đã tiếp nhận số hiện vật này và sẽ sớm chuyển về nước, bàn giao cho cơ quan chức năng, phục vụ công tác giám định, nghiên cứu và trưng bày. Thưa quý vị, làng gốm cổ hơn 500 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam vừa đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và làng gốm Thanh Hà được hình thành từ thế kỷ 15. Đây là một trong những làng nghề cổ nằm trong vệt các làng nghề nổi danh một thời dọc hạ nguồn sông Thu Bồn từ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam về phố cổ Hội An. Với hơn 30 cơ sở, cao điểm mỗi năm làng gốm này thu hút hơn nửa triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và là một trong số các địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước. Thưa quý vị, Diễn đàn Liên kết Sức mạnh Du lịch Việt Nam đã được tổ chức vừa qua nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết và bàn giải pháp cụ thể để thu hút du khách nước ngoài, góp phần phục hồi toàn diện ngành du lịch Việt Nam. 7 tháng qua, thì trong khi đã có gần 72 triệu lượt khách nội địa, thì lượng du khách nước ngoài thì mới chỉ đạt gần 15% kế hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 100 gian hàng trưng bày sản phẩm và giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch, các điểm đến, nhà cung cấp dịch vụ trên cả nước để tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 tháng mở cửa thị trường, đã đón khoảng 500.000 lượt khách quốc tế, đạt hơn 13% so với kế hoạch năm. Do vậy, đây là cơ hội để địa phương này đẩy mạnh khôi phục thị trường quốc tế trong thời gian tới. Rất là kỳ vọng sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam được tổ chức lần này sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành là một trong những giải pháp để cụ thể hóa các thỏa thuận mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết với các địa phương. Các doanh nghiệp cùng các lãnh đạo ngành du lịch các địa phương và trung ương đã trao đổi, bàn bạc các giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực ở các điểm đến để sẵn sàng đón khách quốc tế. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Sẽ là một cái tiếng nói để tổng hợp để trên cơ sở đó có những kiến nghị đối với chính phủ và các bộ ngành liên quan trong cái việc có những cái tháo gỡ để mà làm sao tạo điều kiện cho thuận lợi cho du lịch phát triển mạnh mẽ. Làm sao có được những cái hợp tác cụ thể, ký kết được những cái câu chuyện kinh doanh và tạo nên những cái sản phẩm hướng tới câu chuyện là đón khách quốc tế vô Việt Nam của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam được kỳ vọng là bước khởi đầu mạnh mẽ cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, vận chuyển và cung ứng dịch vụ du lịch trên cả nước, với mục tiêu hướng đến trước mắt là góp phần thu hút 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng.
những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.